anh em. Đây, chiếc Leo Vin dành cho anh em chạy mini bike và Yamaha TBX FZI rồi R15, tất cả các dòng xe. Và giá thì các bạn nhìn thấy không? 1.950.000 kèm cổ vôi, nước bay từ bầu lưới và bao lắp đặt lên xe. Chúng ta chỉ cần mất 10 phút thôi để cho một chiếc lắp đặt một chiếc xe. Rất là đơn giản, khi mà lắp cái cổ vôi thì chúng ta chỉ cần tháo một cái miếng cánh này. Như anh em là mới làm đấy thì tháo giúp mình là cả cái cánh này ra. Còn nếu mà làm quen rồi nhá thì chúng ta chỉ cần tháo cái ốp gầm ở đây thôi nhá các bạn nhá. Cái ốp gầm ở giữa, nối giữa hai cánh này, camera quay cho anh cái ốp gầm này. Ui rồi, bình tĩnh, rất bình tĩnh. Đấy, mỗi miếng ốp gầm này thôi, tháo 4 con ốc vít này ra là ok này. 1, 2, 3, 4, 4 con vít này ra, cái là vặn con cổ vô zin, cái là xong luôn. Cổ vô này là cổ vô nối hai đoạn slip on nhá. Nên là anh em chạy là để ý. Đấy, cái đoạn nối này, để mình chỉ cho các bạn nối này, đấy. Nên là rất là đơn giản, các bạn lắp cái đoạn này vào trước, xong rồi lắp đút tụt cái này vào trong phát là xong là ok. Thế là lắp cái vô lên, nó rất là liền lạc, lắp chuẩn cho các dòng xe rồi. Đấy, đây là cây Leovin đầu carbon nhá. Còn nếu mà anh em mà muốn mà phân biệt carbon xịn với sơn giả carbon thì xem những cái vlog trước mình đã quay rồi. Và đây là một cái ví dụ luôn này. Em đây, vô này của em đúng không? Cho anh mượn nhá. Anh cào nhá. Anh cào lắp nhá. Anh cào cái đít của em nhá. Đây, cái này cái đít của em, anh cào thử nhá. Camera trong mỗi anh cái, vai đang ngồi ra vào lốp đấy. Anh em thấy hiện đại chưa? Bên mình là vừa ra vào lốp vừa làm kỹ thuật lẫn cả làm ấy luôn. Quay phim luôn. Đây nhá. Quay kỹ vào đây cho anh. Đấy, đây này. Các bạn nhìn này, sơn trông rất là giống camera nhưng mà nó là giả chó nhá. Mình cào thử này. Đấy các bạn thấy không, cào này, vết mình cào này. Đấy, nó là inox 34. Quay vào trong khách cho anh ấy. Quay khách này. Em, bây giờ anh lại thử vết luôn, em anh cào này cái vô này đây nhá. Anh cào nhá. Rồi thôi, nếu mà ngã nhấp vào vỡ biết mà phát hiện nó tầm con giả con anh tặng cho cây mới. Và bây giờ mình sẽ test thử cái tiếng bô Leovin non dài này lên cho cây R15V3. Vì bản thân âm thanh của nó rất là trầm. Em nổi nhá. Đấy, bắt đầu tua nằm nghỉ đây. Tua nghỉ. Cả là test tua tốc cao nhá các bạn nhá. Trầm và lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một sản phẩm của Quân Béo Moto. Độ và giá combo cho vô kèm cổ vô inox 34 kèm bầu tất cả là 1.950.000 nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bọn anh là cái chương trình là sale vô đấy nên là không sale em khách hàng thông thường thì anh như đáng lẽ là đúng là giảm 5%, nhưng mà sale vô rồi thì không có giảm 5% nhá. 1.950.000 đúng không? Ok. Và giới thiệu các bạn combo cổ vô inox 34 bầu lưới thổ ong với vô Leovin 1.850.000. Thụ thế nào em? Được, em ơn không? Em ơn. Nhún non nhỉ? Con xẻ vợ anh lên luôn. Và các bạn đón chờ mình nhá. Mình sẽ test cho các bạn.